Wow, trời ơi, cái thông Noel to đùng luôn. Ôi, từ hôm bữa đến giờ mình không thấy ở trong làng Midiworld, tự nhiên hôm nay xuất hiện ta. Hay là do ai đó trong trong làng mình xây ta? Wow, to đùng luôn mấy bạn ơi. Ôi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết là cái cây thông Noel này là ai xây nha. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Wow. À, quên quên à, à, ok và hai, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là ông già Noel đây, ta da. Ok thì các bạn thấy hôm nay skin của mình nhìn đã lạ không đó, thì hôm nay mình đang gọi là hóa trang thành ông già Noel đấy bạn ơi, để đi chơi Noel nè. Ủa, tính ra hôm nay là lễ Noel mà chứ phải là lễ Halloween đâu mà lại hóa trang ta. Kệ đi, nói chung là mình thích thì mình làm thôi, đúng không mấy bạn? Hả? Ok, và trước khi vào video này các bạn đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho kênh YouTube của mình cố gắng đạt được 1.000.000 subscribe anh em. Mãi mới được lên được 800k subscribe, mấy bạn nhớ subscribe ủng hộ cho mình nha. Trời ơi là trời, để cho mình lên 1.000.000 subscribe đi mấy bạn ơi. Yêu mấy bạn phải nồi luôn. Ok. Rồi, thì hôm nay mình đóng vai ông già Noel nữa, các bạn biết để làm gì không? Thì mình nghe nói trong làng Halloween của mình á, hôm nay mọi người đi chơi Noel hết rồi. Cho nên là mình tính qua bên đây để mình hù ai đó giả bộ làm ông già Noel để chập chập người ta. Ok, để mình xem coi không biết Camui có trong nhà không ta. Mình sẽ vào nhà chị Camui nè. Và chị Camui sẽ thấy mình, chị Camui sẽ tưởng mình là ông già Noel, chị Camui sẽ bất ngờ các bạn ơi. Ok, vô chọc bả mới được. À, để xem coi. À, Camui ơi, Camui à, Camui ơi. Ủa Camui đi đâu ta? Camui ơi, không biết bả có trên phòng không ta? Để lên coi coi. Ủa sao leo không được? Trời ơi trời, nghĩ sao xây cái kệ chỗ này vậy? Dướng díu. Ok. Rồi lên nè. Camui ơi. Ủa Camui đi đâu luôn rồi? Camui không có trong nhà mấy bạn ơi. Ồ, nhà Camui hôm nay cũng trang trí Noel nè, nguyên một cái cây thông Noel to đùng luôn. Wow. Rồi để xem coi. Không có chị Camui ở nhà, vậy chắc chắn là sẽ có Timmy ở nhà. Đúng rồi, qua nhà Timmy để xem thử coi. À, Timmy nó ngáo ngơ lắm các bạn ơi. Nó nhìn mình, nó sẽ tưởng mình là ông già Noel. Thế nào nó cũng nhào vô xin quà của mình cho coi. À. Ủa, cũng không có ai ở nhà luôn. Ủa, Timmy nó cũng đi đâu luôn các bạn ơi. Để qua nhà Simmy coi. À, thôi mình kệ đi. Nói chung là Timmy với Camui kệ đi. Hai người này gọi là quá quen thuộc với mình rồi. Còn Simmy nè, lâu lắm rồi mình chưa có quay video chung với lại Simmy. Với lại Simmy là một cô bé rất là dễ thương đó các bạn ơi. Cho nên là mình nghĩ rằng là Simmy khi mà thấy ông già Noel á sẽ nhào tới gọi là xin quà nè. Ở trời là trời, rất là đáng yêu luôn trời ơi. Ok, ông già Noel tới rồi đây Simmy ơi. Hú à. Ủa sao cũng không có ai ở nhà luôn vậy? Có mỗi cái bánh kem tao đùng, ăn cái anh. Nằm. Trời ơi bánh kem ngon quá. Wow. Simmy ơi, có ai em nhà không? Ủa trong toilet cũng không có ai luôn. Ủa, rồi bây giờ đi vào trong toilet rồi giờ sao ra? Ơ, à, tính ra nó xây cái cửa toilet không có cái nút để đi ra ngoài luôn các bạn ơi. Trời là trời. Ok, dùng hết sức mạnh của phong cận đấm cái cửa. Đó không? Bể cửa luôn các bạn ơi. Trời là trời. Xây toilet kiểu gì mà có cái nút bên ngoài mà bên trong thì không có nút vậy? Sao ta ra được? Ai. Vậy là không có ai ở nhà luôn hả ta? Ủa kỳ quá ta, sao dạo gần đây không có ai trong làng hết vậy? Buồn quá vậy. Noel mà mọi người ơi, sao mọi người không ở nhà chơi với tôi? Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi? À còn anh Dịch mấy bạn ơi. À, nhà anh Dịch đang mở cửa nè bạn. À cũng hợp lý nha. Anh Dịch á là một người anh rất là thương yêu anh em, cho nên là chắc là anh Dịch sẽ không bỏ mình đâu. Anh Dịch chắc chắn đang ở trong nhà, đang chờ mình tới để mời mình ăn cái gì nè. Trời ơi, ăn mừng Giáng sinh đúng không anh? Trời ơi là trời, Dịch ơi, nhà đang mở cửa nè, đón chào khách nè. Dịch ơi, Dịch. Ủa, anh có ở trong nhà không Dịch? Dịch ơi. Ủa, Dịch ơi, trong toilet cũng không có luôn. Dịch ơi. Ủa, nhà bếp cũng không có ai luôn. Kỳ quá vậy. Mọi người đi đâu hết trơn rồi mọi người? Mấy bạn ơi, mọi người đi đâu hết rồi mấy bạn ơi? Vậy là chỉ còn có một mình đi chơi Noel, một mình trong ngôi làng này thôi sao? Trời ơi là trời, tôi khổ quá mà. Ở gì đây? Thông báo, vịt đã đi quay vòng quay Giáng sinh để săn skin, tạm thời vắng nhà. Trời, trời ơi trời, vậy có nghĩa là mọi người trong ngôi làng của mình đều đi gọi là đi săn quà Giáng sinh rồi hả? Không có ai trong nhà hết hả? À, trời ơi, không chịu đâu mọi người ơi, không chịu đâu. Mọi người đi bỏ mình anh em ơi. Trời ơi là trời, đã bảo là Hero Team này là một cái gia đình, vậy mà cuối cùng mọi người đi chơi hết để em ở nhà một mình. Không em chấp nhận được. Thôi kệ mọi người, bây giờ em đi em đập mấy cái quà Giáng sinh này, em kiếm quà, không cần mọi người nữa, nghỉ chơi với mọi người luôn. Trời ơi là trời, đập quà Giáng sinh nè, kiếm đồ Giáng sinh kìa. Ơi. À, gì đây?
quà của Phong Cận TV. Ôi, mình cũng có quà bạn ơi. Wow, mình cũng có quà nha mấy bạn ơi. Không phải là Phong không có quà đâu nha, Phong cũng có quà đây nè. Yeah, 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 yeah. Để coi quà có ai tặng mình ta. Hey, quà đâu, có gì trong đây không? Ủa, sao không có gì trong đây hết vậy? Có mỗi cái tờ giấy vậy nè. Ơ, đâu để xem thử coi. Hãy đến vòng quay Giáng sinh để nhận skin. Code là cái gì đây, một dòng chữ gì đây? Ký tên ông già Noel. Wow, wow, tính ra là cái này là thư của ông già Noel tặng cho mình đó hả? Hãy đến vòng quay Giáng sinh để nhận quà skin. Ủa, vòng quay Giáng sinh là gì ta? Đâu để mình đi, mình lên mạng mình tìm hiểu coi. À, đi đi đi. One hour later. À, ok mấy bạn ơi, sau khi lên trên mạng tìm hiểu thì mình đã hiểu được cái vòng quay Giáng sinh là gì rồi mấy bạn ơi. Bây giờ các bạn hãy làm theo mình để có thể nhận được skin nhé bạn. Đây, mấy bạn chỉ cần bấm vào trong cái phần cái hộp quà đó bạn ơi, bấm vào đây nè. Đó. Sau đó mấy bạn hãy bấm tìm cho mình cái hình gọi là Merry Christmas and Happy New Year nè. Đó thấy không? Đó, các bạn click vào trong đây nha. Click vào trong đây nè. Click vào. Và hiện tại là mình đang có mặt ở trong cái vòng quay may mắn của Mini World rồi đây. Đây thấy không? Nè, quà tặng Giáng sinh và năm mới nè. Quá đã luôn. À, thì ra cái này chính là cái mà ông già Noel đã nhắc tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là quay quà Giáng sinh để mình xem coi mình sẽ được tặng cái gì nha. Ok ok. Để xem coi. Ở trong đây đang có rất là nhiều những cái skin vĩnh viễn và những cái vật phẩm và những cái mảnh đó nè. Wow, ok rồi, bây giờ mình sẽ quay thử nha. Chỉ cần click vào trong cái chữ click này các bạn thì chúng ta sẽ quay nha. Ok, bấm nào. Rồi, để coi chúng gì nào, chúng gì nào. Chúng skin đi, skin vĩnh viễn đi. Skin vĩnh viễn. Ủa. Yeah, mấy bạn ơi, mình trúng được cái skin của thiên thần nữa bạn. Ba mảnh thiên thần. Đó, mấy bạn ơi, mình đã được nhận một cái skin thiên thần rồi nè. Và bây giờ là hiện tại mình đang còn không lượt quay mấy bạn ơi. Và cách nào để chúng ta có thể quay được tiếp thì chúng ta sẽ chia sẻ cái này lên Facebook thì chúng ta sẽ được quay tiếp nha anh em. Bấm vào nút chia sẻ nè. Rồi, các bạn hãy chọn Facebook nha. Và sau khi mà mình đã chia sẻ xong lên Facebook rồi thì nó sẽ gửi chúng ta là chia sẻ thành công, chúc mừng bạn đã nhận được một lượt quay may mắn. Ok, rồi vậy là mình đã được nhận thêm một lượt nữa mấy bạn ơi. Rồi, quay tiếp nha. Ok, quay nào. Quay. Chúng gì đây, chúng gì đây. Skin đi, chúng skin. Ồ, mình được cái skin cẩm y vệ các bạn ơi. Một ngày luôn, wow, sướng. À, vậy là có skin để đi chơi Noel với lại đi chơi Tết rồi. Ok, rồi tiếp nào. Bây giờ thì số lượng gọi là quay của mình cũng còn lại là không thôi các bạn ơi. Và làm cách nào chúng ta có thể quay được tiếp nào? Rất là đơn giản thôi. Mấy bạn chỉ cần bấm vào trong cái phần nhập nè. Và đây nó yêu cầu chúng ta là nhập mã code các bạn ơi. Và hồi nãy ông già Noel có tặng cho mình một cái mã code các bạn ơi. Và cái mã code đó khi chúng ta nhập vào đây chúng ta sẽ có thêm lượt quay nữa. Thì mình sẽ để cái mã code này bên dưới phần mô tả và phần bình luận cho mấy bạn nha. Những bạn nào mà muốn cái mã code này hãy kéo xuống bên dưới copy, sau đó là chỉ cần paste vào trong đây nè, sau đó xác nhận nè. Đó, thấy không? Là các bạn sẽ được một gì ta? Một lần quay miễn phí nữa. Đây, thấy không? Mã code chính xác, bạn đã nhận được thêm một lần quay miễn phí. Wow, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay tiếp nha. Quay nè. Để con coi chúng cái gì đây. Chúng skin đi. Skin vĩnh viễn đi. Trời ơi, skin vĩnh viễn đi mà. Gì đây? Wow. Lần này không phải là skin mà mình trúng được cái sư tử biển các bạn ơi. Ôi, nhưng mà tính ra là mình có sư tử biển rồi mà ta. Thôi kệ, nói chung là có thêm mảnh để có thể nâng cấp con sư tử biển lên. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong Mini World để mình cho mấy bạn xem tất cả những cái quà từ nãy giờ mình được nhận nha. Ok, let's go. Đây mấy bạn ơi, thấy không? Mình mới vừa trúng được một cái skin cẩm mỹ vệ siêu đẹp luôn. Đó, nhìn ngầu chưa? Quá đẹp luôn đúng không mấy bạn? Đây các bạn xem đây, không những là trúng được skin cẩm y vệ, mình còn trúng được một số cái skin như là phù thủy nè, khủng long nè, rồi con người tuyết nè, đó rồi Dracula nè, mini ít nè, vũ cơ, tuần lộc, rồi mini tơi, mộ dung, đó rất là nhiều luôn. Mặt da nữa nè, mình trúng được rất là nhiều luôn các bạn ơi. Những cái skin này á là mình sử dụng code của Hero Team để mình nhập và mình trúng được á. Mấy bạn nhớ lên video của Hero Team để săn code cùng với mình nha. Đây, còn code của mình thì mình sẽ để dưới mô tả với bình luận cho mấy bạn rồi đó. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đầu tiên là skin tuần lộc đi. Skin tuần lộc là hợp với mùa Giáng sinh nè. Dùng thử nha. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Ok. Rồi, tiếp theo skin bé người tuyết thử coi. Dùng thử coi. Wow, quá đáng yêu luôn các bạn ơi. Bé người tuyết siêu cute phô mai que. Ok. Và coi như là mình đã có thể chia sẻ cho anh em cái code của mình rồi đó. Anh em nhớ nhập code vào để có thể trúng được skin cùng với mình nha.
Và ok, mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong Team Hero đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em. Phải rồi, tạm biệt.